Trước mặt anh em là một sản phẩm đến từ nước Đức, một thương hiệu rất nổi tiếng của Đức. Cặp loa mang tên Sapa, model 130. Đây là một trong những cặp loa rất đình đám của Đức, là nem của Molitor 140. Cặp loa Sapa 130 sở hữu cấu hình 3 đường tiếng với một bát 25, một trung dom rất to, một tép dom. Thông số kỹ thuật giải tần của em này thì tuyệt vời. Một cặp loa nghe được tương đối đa thể loại nhạc và cũng rất dễ ghép âm ly. Anh em có thể ghép tùy gu nghe nhạc, anh em có thể ghép âm ly như Lachman, Marang Delong, âm ly Đức, Saba Tele. Cặp loa Saba Monitor 130 là một trong những cặp loa được anh em đánh giá rất là cao. Chỉ thua người tiền nhiệm là Saba 140 với một bát 30 thôi. Thông số của nó thì rất là ấn tượng, với cái giải tần rất là rộng. Sau đây thì em giới thiệu sơ qua về cái thông số với hình thức cặp loa để anh em cùng tham khảo. Cặp loa đến cái thời điểm này thì là tương đối còn đẹp, vuông thùng sóc cạnh, không có rứt mẻ, thùng vỏ gỗ zin. Đây thông số của nó đây. Đây là cặp loa Sapa Monitor 130. Công suất max là 130W. Trở kháng là 4 ohm. Cái giải tần rất là rộng, từ 25 đến 25.000 Hz. Và độ nhạy rất là ấn tượng, 96 dB. Đây là tép dom. Đây là trung dom rất là to. Và đây là bát 25 gân cao su. Ở phía trước mặt thì là nó có phần tinh chỉnh giải cao và giải mic. Anh em nhìn sơ qua. Đằng sau cầu loa Sapa Monitor 130. Ở đằng sau cầu loa thì anh em có thể dùng rắc gài lại được, và dùng rắc đực cái đều được. Cặp loa có kích thước ngang 33 cm, chiều sâu là 25 cm và chiều cao là 61 cm. Sau đây em sẽ xin test sơ qua một bản nhạc cho anh em. Baby,
Vâng, cặp loa Saba monitor 130 giá shop hiện nay bên em đang bán là 13.500.000. Em xin nhắc lại cặp loa Saba monitor model 130 shop em hiện nay đang bán với giá là 13.500.000. Anh chị em có nhu cầu liên hệ với em theo số 0904 99 7890. Một cặp loa vừa tầm 7 biện dễ đáp ứng được nghe các thể loại nhạc. Vâng, xin cảm ơn anh em đã theo dõi kênh Test Audio của Boombox.